Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm rừng U Minh Hạ, Cà Mau nha. Chúng ta đang ở đây là mặt nam thuộc địa phận của xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Nhìn bên đây có một cái ao sen đẹp quá nè, qua ngắm một chút xíu nha. Đây, ra muống quá, trời ra muống luôn nè. Rau muống xanh mơn mởn quá trời ngon lắm. Rau muống này thì mọc tự nhiên ở huyện Trần Thời với huyện Minh là thánh địa của rau muống. Từ trong nhà mà bước ra khỏi cửa là đã đạp chân lên rau muống rồi. Chúng ta sẽ đi vào rừng thẳng theo con đường này nha cả nhà. Con đường này thì có chiều dài lên đến là 6 km đi xuyên rừng qua cổng phía bắc của huyện U Minh. Khách tham quan đến đây thì có thể chọn đi xuồng máy, xuồng bơi tai hoặc là thuê xe đạp đi tự do thì cũng được nha. Còn ở bên bờ kênh bên này là cơ quan quản lý của khu du lịch với là bãi đỗ xe. Vườn quốc gia U Minh Hạ, ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Còn ở bên cổng bên hướng bắc bên thì đề địa chỉ của huyện U Minh nha. Mấy ngày nay ở Cà Mau là mưa quá trời luôn cả nhà, mưa dầm về, mưa ngày mưa đêm luôn. Hiện tại thì trời cũng đang rớt hột lắc rắc, không có ánh sáng của mặt trời luôn. Ở bên này là bãi đổ xe công cộng. Ở phía sau hậu của bãi đỗ xe nhìn thấy có một cái đài quan sát rất là cao rồi. Mình sẽ lên đài quan sát này ngắm qua một vòng cái U Minh bốn bề là chàm như thế nào nha. Nhìn vòng quanh ở đây thì thấy có là ban quản lý rừng quốc gia nè, ban điều hành khu du lịch, bên đội kiểm lâm, rồi bên kỹ thuật trồng trọt, rất là đầy đủ luôn. Ở khu bảo tồn sinh quyển rừng Ngập Ngọt này thì có tổng diện tích lên đến là hơn 8.000 hectare nè, và được thành lập năm 2006, cũng đã gần 30 năm mà nhìn chung thì cũng rất là ổn. Có hàng cây này là cây bằng lăng, mùa này thì bông nó rụng hết rồi, trai quá thì nhiều bằng nhánh hết luôn. Ba cây bằng lăng này thì cũng mới được trồng phổ biến mấy năm gần đây thôi, chứ còn cái thời trước thì trong rừng mênh mông không có ai mà để ý tới luôn. Ở đây thì có đến 4 trụ sở cơ quan quản lý cho nên nhà được xây dựng cũng rất là nhiều luôn. Mình sẽ đi tắt qua đài quan sát nha, đi tắt nhanh. Từ trung tâm km 0 thành phố Cà Mau mà đi đến đây thì khoảng chừng 25 km nha, theo hướng Tây, tuyến đường Hòn Đá Bạc. Từ thành phố Cà Mau mà đi Hòn Đá Bạc thì đi trên tuyến đường 6m, rất là rộng rãi, thông thoáng, dễ đi luôn nha cả nhà. Đài quan sát này thì có đến 9 tầng nha. Nhìn chiều cao thì cũng tương đương với một tòa nhà 9 tầng nha. Có chiều cao chắc cũng khoảng gần 30m quá. Đài quan sát này bằng bê tông mà chỉ có lan can chứ còn không có vách nha.
Nhìn ở trên bản ghi chú thì đài quan sát này có chiều cao là 24 mét nha. Các bé mà dưới 10 tuổi với những người lớn tuổi có thể mắc một số chứng bệnh như là tim mạch là không có được phép lên đài quan sát này. Mới là tới tầng thứ 7 mà tại vì không có vách, gió quá trời gió nghe cũng hơi hơi choáng cả nhà. Ở mặt bên này là mặt đông nha. Bố mình bốn bề là trăm, chẳng biết than nào nở hoa. Còn hướng bên này là hướng bắc. Chút nữa mình sẽ đi theo hướng bắc này vào trong. Mà hướng thôn dường như suốt mùa ướp mặt vào hơi em. Còn ở bên mặt bên này là hướng tây. Chúng ta bước vào bên trong cổng thì sẽ tiếp cận với một dịch vụ đầu tiên, đó là dịch vụ đưa rước khách đến điểm mua vé để tham quan nha. Từ đây mà đến điểm mua vé tham quan thì đến 3 cây số, cho nên đi xuồng máy chứ không có xuồng bơi. Mấy ngày nay mưa quá không có nhìn thấy khách đi tham quan. Đây, căn nhà này là căn tin giải khác nha cả nhà, cùng với dịch vụ cho thuê xe đạp Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Xe đạp này thì cho thuê 40.000 trên một chiếc trên một lượt đi vào rừng. Ở quán giải khác này mà chủ ở đâu cũng chẳng có thấy luôn. Mình sẽ chọn đi bộ nha cả nhà, tại vì đi xuồng thì không có cơ hội để gặp được các loài động vật hoang dã. Theo con số thống kê hiện tại thì ở khu bảo tồn này có đến 40 loài thú nha. Chúng ta mà chọn cái phương án đi bộ thì như heo rừng khỉ đồ này kia thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hơn nha. Có hai em khỉ nhỏ nhỏ nhìn thấy mình đi tới bỏ chạy cả nhà. Ở khu bảo tồn này thì có đến 250 loài chim, nhưng mà chỉ đi sâu vào trong rừng mới có thể nhìn thấy được rõ. Những bạn bè nào đến đây mà thích loại lang thang như mình thì cũng nên cẩn thận nha. Vùng đất của mình này nói về rắn thì từ nào giờ rất là nổi tiếng. Ở trên cây này là có hai con khỉ lớn đang ẵm hai bé khỉ nhỏ. Quá hấp dẫn luôn. Mấy khỉ này là rất là dạng, gặp mình là nó không có chạy. Từ ở ngoài cổng mà đi đến đây là vừa tròn 1 cây số nha. Ở trong này thì sáng nó múc nó chia thành ô vuông bằng cờ, là mỗi một ô vuông là có diện tích vừa tròn 1 km nha. Ở đây thì không có nhà mà chỉ có mấy chiếc xuồng máy là phương tiện cứu hộ. Nếu mà ai cần thì gọi qua số điện thoại sẽ có người đến rước chúng ta nha. Ở khu bảo tồn này thì bên kiểm lâm với bên kỹ thuật trồng trọt là họ đi bằng xe ô tô không, cho nên là đường lộ tất cả đều là 3 mét hết. Từ đây mà đến giữa rừng nơi mà bán vé để đi tham quan thì còn vừa tròn 2 cây số nữa nha. Chúng ta sẽ đi theo hướng bắc con đường này nha các nhà.
Mình đi đến đây là đã đến với trung tâm phản giữa của khu bảo tồn nha. Ở khu bảo tồn này ngoài việc bán vé cho khách tham quan còn có một khoản thu nhập rất là lớn, như là cho người dân thuê mặt bằng để mà gác kèo ong nè, rồi cho hợp đồng vào bên trong này để mà đánh bắt nông sản. Có dãy nhà này là quán dãy khác nè, có võng đồ nghỉ ngơi rất là đầy đủ luôn. Còn ở các bờ kênh sáng thì họ cho người dân thuê mặt bằng để mà trồng các loại cây lâu năm như là cam, quýt, bưởi rồi này kia. Hôm nay trời nhìn thấy thời tiết không có tốt, mình không có đi xuồng vào bên trong rừng. Căn nhà này là bán ăn. Ở giữa rừng thì chỉ xây dựng nhà ở bằng vật liệu nhà như thế này thôi. Căng tin, cái từ này là dùng theo cái từ thời bao cấp nữa cả nhà. Chuyên phục vụ các món ăn đặc sản như là cá đồng, rau rừng, hương vị u minh, đơn giản thế thôi. Mấy cái ao này thì họ rộng cả sóng để phục vụ cho khách. Ba cây măng cầu rừng nhiều quá tay rồi. Cứ cách nhau một cây số thì sẽ có một cái ngã tư sông như thế này nha. Căn nhà ở trước mặt chúng ta đó là dịch vụ đưa rước khách tham quan. Lúc này trời mưa quá cũng hơi bị vắng khách. Hôm nay thì thời tiết nó không có được tốt cho lắm cho nên mình không có vào trong rừng nha. Phần còn lại chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.